Vụ nhuộm đen 1 triệu đô ở sân bay làm sao anh? Thì giờ nhuộm đen để cho hải quan sân bay nhìn không biết tiền. Qua được cứu kia thì cứu đó thì ăn phần trăm em. Anh đoán thôi nhé. Tức là giờ như cái đường dây tội phạm á, người ta đang muốn gửi tiền ra biên giới 1 triệu đô. Thì bây giờ em làm phi vụ đó thì nhiều. Trời ơi, em thấy ma túy đi xuyên biên giới chưa? Gái nó nhét chỗ ấy, nhét sâu vô luôn á. Rồi xong rồi có đứa nó nuốt vô bao tử, xong rồi qua bên kia rút ra. Thôi nhiều chiêu lắm em ơi. Ủa vậy hả, nguy hiểm vậy? Ủa có nhiều chuyện lắm em. Thí dụ giờ người kia nó nói em nè, à, thôi mình có con em ở dưới ở Việt Nam, giờ nó đang có nhu cầu nó mua iPhone 14 Plus, nhưng mà có một cái ở Việt Nam bán lâu quá, thôi mình ở Mỹ rồi mình mua về một cái cho nó để cho nó sinh nhật của nó mà, thì thôi bạn cầm về 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 cho nó giùm, rồi mình gửi bạn 300 cà phê. Thằng kia nó nghĩ má nó 300, tao ngồi tao làm 2 ngày trời luôn chưa được 300 nữa, giờ nó xách cho nó cái iPhone không 300. Ồ mẹ ngon quá em. Tính toán liền, Được được, nhận nhận. đồng ý Xong liền. phát một á, ở cái vỏ thì iPhone mà ở trong nó heroin. Mà vô tù mà lãnh 300 nó luôn. Tại hơi nhiều trò lắm ông ơi. Bởi vì tôi khuyên các bạn á, mấy bạn đang đi nước ngoài chưa? Các bạn đi nước ngoài không xách giùm thằng nào con nào hết á, không dẹp nó đi. Tự mày mày xách. Nhiều khi nó không lừa mình mà nó bị người khác lừa, sao đâm ra tự nhiên mình chết sản. Mà bằng cái tật mày xách heroin ra biên giới á, thì thôi cái tội đó, cái chuyện đó ngày ra là hơi bị lâu á. Tất nhiên bạn chứng minh bạn oan thì bạn vẫn được ra thôi, nhưng mà tự nhiên một đống phiền phức, hiểu không? Nhiều cái lắm em, giày dép đồ lum la lận đồ vô mấy cái ma túy nhỏ nhỏ rồi đó, ghê lắm. Nay có vụ 60 người chạy từ Cam về Việt Nam rần rần nữa anh. Chuyện nó anh thấy đánh lập rồi mà chắc còn nữa đó, chưa hết đâu. Đồng tiền Việt Nam thấp quá, nhưng những người vẫn binh là có lợi xuất khẩu đúng không? Anh không khe mấy chuyện đó em. Giờ đồng tiền Việt Nam thấp quá thì kiếm nhiều đồng tiền thấp thành một đồng tiền cao. Chứ còn anh không có đi hơn thua cãi lộn mấy cái này chi á. Đúng không? Cái người tri thức là người ta biết chuyện, chứ không phải cái người tri thức là người ta đi kiếm chuyện, hiểu chưa? Đầu tiên thấp thì cứ nhận là thấp. Rồi muốn lý giải tại sao nó thấp thì phải dựa vào quá trình lịch sử kinh tế, trải qua bao nhiêu đời lạm phát trong quá khứ, nền kinh tế nhỏ lẻ không đó, nhỏ xíu mới khá khá hơn được vài năm gần đây thôi, mình khiêm nhường để mình sống, đó là đạo lý làm người. Anh chỉ vậy thôi. Em chỉ mới nghe tin Uren vượt sông Okhotsk chiếm Cunabat bởi đội đặc nhiệm. Anh đâu biết đâu, anh lướt ép thấy một số bay nó đăng là quân Nga phản công gì ở chỗ nào á, chiếm được cái làng nhỏ hay gì đó không rõ nữa. Sức khỏe anh Di vô địch còn tặng xã như bao nhiêu đó anh? Anh là tài sản của anh là gì? Là tri thức của đời người, là gì? Là một thế hệ chuyên mơ ngạo nghễ, đó không? Anh đào tạo ra một đống chuyên mơ yêu nước luôn mà mấy em. Đó là tài sản của anh đó. Thiếu nợ ngân hàng sợ mình hay mình sợ ngân hàng vậy bạn? Mày sợ ngân hàng. Nói chung cả hai sợ nhau mày ơi. Nó là cái gì nè, thí dụ giờ ngân hàng cho ông Tú mượn 100 tỷ thì tất nhiên ngân hàng cầm tài sản của ông Tú phải 150 tỷ. Thì trên lý thuyết không gì để sợ hết á, đúng không? Nhưng mà sợ là sợ cái gì, Tú bể nợ, Tú lùa gà ổng ổng, Tú luôn này nọ đầu tư ngu hay gì đó không biết nữa, lỗ quá trời lỗ luôn. Cái thằng Tú bị bể nợ, Tú không có tiền để Tú trả. Thì lúc này á, quay qua coi cái bộ hồ sơ của Tú á, ngân hàng làm với Tú á, là sập xe đạp sập. Ngân hàng làm với Tú ok thì không sao, mà ngân hàng làm với Tú mà có vấn đề nó không ok thì bị thanh tra. Mà chưa kể, rồi ví dụ như ok đi, ok thì giờ á, Tú không trả được nợ, Tú bị dính vô nợ xấu. Đúng chưa? Mà Tú bị nợ xấu làm cho ngân hàng nó bị nợ xấu. Mà ngân hàng nó bị nợ xấu thì ngân hàng nó cũng đuối luôn. Ngân hàng bị nợ xấu là ngân hàng bị điểm xấu. Điểm xấu với ngân hàng nhà nước thì ngân hàng nhà nước sẽ siết room hay là gì đó, ABC nhiều kiểu lắm. Rồi về đó là về mặt cái ngân hàng người ta bị. Nhưng mà cuối cùng á, tài sản của em á, thì ngân hàng người ta đi phát mãi, người ta giờ không lỗ. Nhưng mà nó qua nhiều thủ tục, nói chung làm ăn kiếm tiền ai kiếm chuyện đó mày. Người ta vẫn muốn cho Tú mượn để xong mà Tú làm ăn, Tú trả đều đều với hai bên cùng sống. Không có tự nhiên ông đi ông ngứa ngứa ông đầu tư mày bạ vô này nọ ngạo nghễ cái kiểu gì không hiểu nữa, xong ông lỗ sặc gạch ông. Bây giờ ông kéo người ta khổ theo luôn.
ngân hàng bữa nay nó đi kiểm định gắt lắm anh, có nguyên đội ngũ. Ôi chuyện đó xưa giờ. Thì cuộc đời mà nó có muôn nỗi nẻo đường tà, cái đường tà tôi chỉ cho ông chi. Cái đường tà thì ông làm thì ông dám làm thì ông dám ở tù thôi chứ giờ tôi nói gì giờ. Tôi chỉ cái con đường mà trong sách vở nó nói thôi. Thấy không, con đường lý thuyết, con đường đẹp, con đường là bài thơ đó mấy em. Nếu mà cái con đường là bài thơ thôi thì ngân hàng người ta cũng mệt mỏi rồi. Tại người ta ông bị nợ xấu, cái đống tài sản đi phát mãi, đi qua kiện tụng, thi hành án đồ, nó lâu lắm chứ giỡn. Và chưa kể ông tử thủ bình ga, ôm mình săn đồ, nó thôi ơi thôi. Vì Tổng thống Nga Vladimir Putin nói điểm mấu chốt là nếu các vị có nhu cầu chỉ cần dỡ bỏ trừng phạt Nord Stream 2 với công suất 55 tỷ mét mỗi năm, chỉ cần bấm nút mọi thứ sẽ diễn ra. Bấm nút nào em? Ủa chữ bấm nút nhạy cảm lắm nha. Anh ơi, xã hội chủ nghĩa khó làm giàu hơn tư bản đúng không anh? Không, hai cái xã hội chủ nghĩa với cái tư bản chủ nghĩa nó không có nào dễ làm giàu hay khó làm giàu hết em, mà là cá nhân con người. Cá nhân con người. Chứ tao thấy ông Jack Ma cũng giàu lắm đó mày. Jack Ma cũng giàu kinh lắm nhưng mà giỡn đâu nha. Đó. Còn ở Việt Nam mình là có bác tỷ phú quyền lực. Rất là giàu. Bác của hàng trăm đứa cháu. Đó. Mà hai cái người đó đi qua bên Mỹ hay bên châu Âu thì chưa chắc giàu. Nói chung đời nó không vậy đó mấy em, nó tùm lum vấn đề hết à. Nó không đơn giản như em nghĩ, so sánh nó khập khiễng lắm. Nó phải hội tụ đầy đủ tinh hoa nhật nguyệt đất trời, đúng không? Càn khôn này nọ ra, đá nứt đá nẻ, tôn hành giả ra đời. Nên gọi là khi mà ông thầy hỏi là who is your parent, tôn hành giả nói là sorry I don't know. Cái ông thầy ông tưởng này xạo, ông bắt quỳ ở ngoài đường, ngoài trời. Xong rồi cái nó ra nó quỳ thiệt, cái ông thấy này khờ. Cái canh ba ông ra ông gõ ba cái. Ủa canh chưa tới canh ba, mới tối ông ra ông gõ ba cái. Từ đó mới đổi, từ đó tôn hành giả mà đổi đời. Theo anh Fed có tăng lãi suất 1% không anh? Không biết em ơi. 1% cao à. Nhưng mà nói chung bên Fed anh yên tâm, bên Mỹ anh không khe gì trơn hết á. Bên Mỹ trước khi mà tăng hay giảm nó ngồi nó cãi lộn ùng trời đất hết, mình nghe mình có chuẩn bị, mình không có sốc mấy em. Hiểu không? Mình chỉ sợ im im làm cái một có đỡ không kịp cái đó mới ghê. Là bộ ba coi hồi trước đó anh hả? Rồi bộ ba coi hồi trước giờ còn bộ mấy em? Anh nghĩ sao về ông Elon Musk có tầm nhìn hay nổ như anh kia? Ông nội, má ông nội đó chơi tới vũ trụ mà mày nói ông nổ. Ông đâu có phân lô bán nền đâu mày. Ông chơi thiệt á. Ông chơi tới vũ trụ mà công nghệ hai tách người ta ba. Xe Tesla thì cũng là hai tách đúng không? Rồi xong rồi mấy cái tên lửa đó mà hai tách, tàu vũ trụ cũng là hai tách không? Ông chơi với NASA đó. Ổng đi ổng cà khịa cái ông kia, ông Bezos. Ông Bezos cũng có cái công nghệ hai tách giống ổng vậy. Cũng về vũ trụ luôn. Làm phim chí cầu. Anh Duy cho em hỏi ngành về luật hôn nhân bên Mẻo. Không anh, bạn em hỏi mà không biết trả lời sao, ngành nó ngon lắm em. Ở bên Mẻo bỏ nhau như gì á, ngành đó kể như kho ngon lắm. Thí dụ như theo phe bà vợ thì ép ông chồng, theo phe ông chồng ép bà vợ, chơi kiểu châu tinh trì ép hai bên luôn. Nhớ vụ châu tinh trì bà vợ bà tới trước bà quốc ông chồng nguyện áo luôn chưa? Cái gì mà cái gì trạng sư xảo quyệt, cái gì á, gì á, chuyên gia xảo quyệt đó. Cái đoạn đó đó mấy em. Nó với chồng nó ly hôn tài sản một góc đất dính. Với bà con được thừa kế rồi hộ khẩu nó đang làm mà nó muốn. Dụng chưa hộ khẩu là biết ở Việt Nam rồi. Hồi nãy mày mới hỏi bên Mỹ mà mày. Ông mới còn ở Việt Nam mà ly dị thì mày thương lượng đi chứ giờ tôi bên trời. Hồi nãy thằng này nó hỏi bên Mỹ làm mấy cái vụ mà vợ chồng ngon không anh? Tao tưởng nó bên Mỹ học luật sư Mỹ, giờ nó quất qua luật hai đứa này ở Việt Nam ly dị. Mà ở Việt Nam ly dị thì hai đứa thương lượng đi ra tòa xử theo nguyện vọng hết. Là kiểu quốc tịch đang chờ xét việc đó anh, ở Việt Nam đang đọc thành hộ khẩu. Nó với chồng nó ly hôn tài sản đất gốc đất dính. Một gốc đất dính là gì? Bên Mỹ làm gì có gốc dính mà nói ảo mày. Gốc đất dính. Đừng nói mà vô rừng mày mua đất nha. Với bà con được thừa kế gì cái này nói chuyện. Cái chuyện đó bên Mỹ 37 tuổi chưa thấy lần nào luôn á. Chính đất nó là bà sao? Con. Nó đang làm mà chồng nó muốn xử lý nhanh để được kết nối cô mới. Nên giờ kiểu như nguy cơ thua bên chồng làm căng lắm. Tao bỏ tay mày này rối rắm mà bị thoa hả? Nếu ông Biden tái cử anh Duy còn yêu nước Mỹ không? Cái chuyện nước Mỹ là nước Mỹ, ông Biden là ông Biden liên quan khỉ khô gì? Ông Biden đậu đại gì cho nước Mỹ? Cái này kiến thức về Mỹ các bạn không hiểu. Tổng thống là tổng thống, nước Mỹ là nước Mỹ. Còn hơn nữa là cái gì? Anh làm ăn với doanh nghiệp Mỹ chứ anh đâu làm ăn với ông Biden đâu. Đúng rồi. Không có thiệt, anh đâu chơi với ổng đâu mấy em. Anh đâu chơi với ổng đâu. Mà anh cũng dám chơi nữa thầy luôn. Nếu mà giờ cho anh quyền chọn lựa, ví dụ như ông Biden mời anh đi ăn cơm trong giai đoạn này, anh sẽ từ chối khéo.
đủ thân thiết. Anh nói là sorry, I'm lost visa, so I cannot visit USA. That's right, đó gì at this time. Yeah. Từ chối khéo liền mấy em. Biết sao không? Sao lại được ngồi tổng thống thì chờ? Không không không. Tổng thống không phải là vĩnh cửu em. Mương lương 15 triệu mua xe hơi góp được không anh? Tự sát em. Thí dụ như ông thống đốc mời tôi đi liền à. Thống đốc Texas, ông Albert mời đi liền. Tại vì ông thống đốc không có nằm ở trong cái drama. Hiểu không? Nhưng mà ông mấy anh giờ căng lắm, mặc dù ông là tổng thống đó. Nhưng mà đối trọng với ông là bên kia rất là cứng, rất là mạnh. Nhận định của anh về bong bóng bất động sản đi anh, Việt Nam 15 năm nữa còn có bong bóng không anh? Thì bất động sản hiện giờ bong bóng thì coi bên bất động sản Trung Quốc đó. Bên bển nó mới nhiều chứ Việt Nam mình nhỏ xíu mà quan tâm chi em? Gì Everan đó. Rồi xong giờ con đệ Everan nhỏ nhỏ cũng cỡ đó đó. Hiểu không? Nói chung bây giờ nói tóm tắt em nghe sự kiện ở đây. Thứ nhất, 8 triệu căn nhà hoang. Xây rồi mà không có người mua, tiền chôn trong đó. 80 triệu căn nhà hoang, ok, một sự kiện. Cái sự kiện thứ hai á là bây giờ đi làm, người trẻ đi làm không đủ tiền mua nhà. Đó là cái sự kiện thứ hai. Nói nếu mà nói về bất động sản còn nhiều lắm, nhưng mà mấy em tìm hiểu nhẹ nhẹ thôi. Tìm hiểu nhiều quá nó mệt lắm em. Anh nghĩ sao về việc môi giới bất động sản lừa đảo người dân ạ? À? Vô tù đếm lịch chứ nghĩ gì? Đã lừa đảo là chắc chắn là vô tù đếm lịch rồi. Cái tội lừa đảo là cái tội trời không dung mà đất không tha em. Anh Duy nghĩ sao về mảng ngành mua đất gì? Đất nhà bán lại hả sếp? Nói chung là kinh doanh bất động sản nó đại cho nó sang, nó nhức đầu vậy. Bây giờ công nhân lương tháng nhiêu đâu, nhưng theo phong trào ba mắt thậm chí mua trả góp, anh thấy làm sao? Sống ảo chứ làm sao? Sống ảo rồi nhịn đói. Mà công nhân bên Mỹ chưa xài ba mắt nữa thiệt. Ăn mì gói. Ông công nhân nào bên Mỹ mà xài ba mắt, người ta nhìn cũng dữ lắm á. Tất nhiên ông có quyền thôi, nhưng mà ông ta thấy lạ, ta nhìn thôi à. À, vì Putin nói chiến dịch sẽ không thay đổi, anh nghĩ sao? Không có để nghĩ anh em. Bây giờ hai bên kéo co phải ra chiến trường khẳng định cơ bắp thôi, chứ giờ nghĩ ngợi gì mấy cái này cho đau đầu. Những câu nói. Có nên bán nhà không anh? Kẹt quá bán luôn em. Nga muốn đánh dậy để dân Ukraine chạy qua phương Tây. À, khối CSTO có là đối trọng với phương Tây không anh? Theo em nghĩ đối nổi không? Nói vậy vậy. Theo em nghĩ đối nổi không? Nhiều đèn nó 99% sát mà phải như thế đó. Thôi kệ vụ nó đi, vụ nó từ từ report sau. Bây giờ có tin là Nga đã phản công chiếm được một thị trấn nhỏ của Ukraine ở vùng Kharkiv. Có hay không tin này xác nhận lẹ đi em. À, Đức bây giờ hiền thấy bà, mấy nước như Ba Lan không thấy khè hoài. Trên tay có bao nhiêu tất sắt đâu. Cái chuyện tụi nó khè nhau là chuyện đó nó bình thường. Chứ không lẽ giờ tụi đi quýnh Ba Lan ông nội. Đức giờ giàu thấy mẹ rồi, đi gọi là đi hơn thua muỗng dùa chi. Nhưng mà Đức ngày xưa nó không giàu, nó mới đi hơn thua với muỗng dùa. Mấy thằng trẻ trâu ăn tối ngày cứ kích nước này quýnh nước nọ quýnh không à. Biết cái tội kích động chiến tranh ở tù như năm không? Mình cái luật á mà cái tội kích động chiến tranh ở tù mấy năm đó, mười mấy năm hay gì đó, không giỡn đâu. Anh nghĩ sao nếu Đức bị tụi EU nó bóp cờ hiêm quá thì có xuất hiện ông quốc trưởng nào nữa không? Không mày ơi. Ông mới tự nhiên Đức người ta là lãnh tụ của châu Âu, ông châu Âu nào bóp nó chuyện nghe. Nó chuyện nghe nhức nóc thiệt chứ mẹ ơi. Tự nhiên người ta đang là đại ca của châu Âu, ta là lớp trưởng, ai bóp? Bóp gì? Thằng mới vô lớp bóp hả? Mày bóp hả? Khi nào Nga với Ukraine kết thúc chiến tranh vậy anh? Khi nào Nga rút về nước thì kết thúc em? Đó là ông Zelensky giống nói vậy nha, chứ anh không biết à. Còn phía bên Nga nói thì khi nào mà Ukraine đầu hàng không điều kiện thì kết thúc. Nói chung hai bên này nó mắc xem. Theo cá nhân mình thì vẫn không hiểu tại sao nước Nga duy trì cuộc chiến này, vì mục đích ban đầu là ở thời điểm này chỉ muốn chứng tỏ bản thân thôi. Không phải em. Đang cương heo thì cương cho tới, chứ giờ buông giữa chừng sao được. Ông chưa chơi 13 lá, đang cương. Tất nhiên nhịn một cái thì cũng vẫn là được. Nhưng mà giờ nhịn một cái thì chẳng lẽ nói nào tao thua cuộc. Giờ thua cuộc liệu mọi chuyện nó có như xưa không? Mình nói vậy thôi nha, mọi chuyện nó có như xưa không? Càng đánh em càng thấy Nga sao lầy, chiếm qua chiếm lại chỉ được một vài làng, trong khi Ukraine phản công cái lấy 606 ngàn.
tin cũ rồi, tin mới 9.500 rồi con. Thằng này mỗi bữa mà đưa tin sớm lắm, xong bữa nay mà đưa tin cũ xị vậy. Zelensky tính luôn phía Bắc giáp Belarus, Nga rút từ tháng 4 anh hả? À hả? À, Đức muốn xây dựng quân đội được trang bị tốt nhất châu Âu nhưng Ukraine chỉ Đức, Đức không chỉ xe tăng. Thì ông Đức đúng, ông Ukraine cũng đúng luôn nữa. Hai ông đều đúng. Tức là ông Đức, ông giàu nhất châu Âu thì ông sẽ xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu là chuyện hoàn toàn hợp lý. Còn cái chuyện ông Ukraine, ông chỉ trách ông Đức là không cho hàng nóng cũng đúng luôn nữa, giờ ông đang xin mà. Giờ Ukraine đi xin tứ phương các bạn, gặp ai ông xin thôi à. Còn ông Ukraine, ông Đức thì ông nói là anh không muốn làm người đầu tiên của em. Đúng không? Nếu mà anh làm người đầu tiên của em á, trong cái cuộc chiến này em có gì đó thành cũng rất là áy náy. Thôi giờ anh xin mấy người khác, nó cho, tụi nó cho thì anh cho. Mà tại vì Đức có cái dòng xe tăng là Leopard. Cái dòng đó nghe nói hiện đại lắm, em xịn sò lắm. Cái dòng đó là cân bằng điện tử siêu tốt luôn, chạy đầm lầy đồ này nọ, chạy băng giá, băng tuyết, mùa đông, ủi cát, ủi như tuyết, thoải mái. Đúng không? Kính hồng ngoại, đồ bắn ban đêm, đồ này nọ, đạn định hướng, đồ kinh lắm. Nó nên Ukraine rất là muốn cái xe tăng Leopard của Đức, nhưng mà Đức nói là vậy đó. Anh không muốn là người đầu tiên của em. À, xe tăng Leopard của Đức vừa chạy vừa bắn, độ giật bằng không luôn anh, kinh thật. Hồi Đức kéo mẹ. Chứ không cho mẹ. Giờ, bây giờ Đức á, là phải cho bên Ukraine chừng 10 con. Để làm chi, để mình thấy nó như thế nào thôi, chúng gì hết trơn đó. Bây giờ mấy ông có hàng mà giấu. Đem cái chiến trường chơi đi. Để cho người ta nghiên cứu kỹ thuật quân sự chút đỉnh. Anh nghĩ Trung Quốc đánh Đài Loan không anh? Cho tiền em. Nếu mà lỡ mai quýnh thiệt anh cho tiền thiệt. Lỡ hứa rồi, lỡ nói rồi. Anh sẽ cho tiền 10 người xem livestream đầu tiên, ví dụ vậy. Là xong lời hứa anh ở gì đúng không? Dạ. Vậy cho lẹ đi, mệt quá. Anh cho hỏi ba mẹ em 50 tuổi rồi nên mua bảo hiểm nào anh? 50 tuổi hả? 50 tuổi bảo hiểm gì? Bảo hiểm nhân thọ là không mua được. Mà cũng nên mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ mà phải mua bảo hiểm nhân thọ cho em. Tại vì lỡ mà mai em có về trời thì mẹ em còn tiền để mà mẹ em sống. Chứ còn em mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ em ý đồ gì? Bây giờ mẹ của em là cần bảo hiểm sức khỏe chứ không phải bảo hiểm nhân thọ nha. Kêu là Medicare. Đeo mắt kính giống thư sinh của anh. Anh thư sinh mà em. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh cáo bão đặc biệt cho tỉnh Kyoshima ở miền Nam Nhật Bản. Nói chung Nhật Bản thì bão biết rồi, động đất rồi, sóng thần rồi, liên miên, chắc cũng có gì lạ bạn. Một năm Nhật Bản đóng rất nhiều cơn bão mà. Anh thấy sao bảo hiểm nhân thọ, mẹ em hỏi nên đầu tư không? Mà em khuyên sao cho đúng, nếu mà mẹ em dùng cho đầu tư thôi khỏi. Bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm rủi ro chứ không phải bảo hiểm đầu tư nha. Thí dụ như giờ á, mẹ của em muốn con chút tiền thì mua bảo hiểm cho em. Để em có chuyện gì mẹ em có chút tiền. Còn mẹ của em muốn em có một chút tiền á, thì mẹ của em mua bảo hiểm cho mẹ em và để tên người thừa kế là em. Thì cái đó là bảo hiểm gọi là rủi ro. Chứ còn chuyện đầu tư thôi đừng nghĩ tới bảo hiểm. Bảo hiểm là bảo hiểm đầu tư là sao trời. Anh like 2 nít, anh like 3 nít em. Mà chưa hết đâu anh, còn video nữa. Có ông kia ở Canada sắp qua nói chuyện với thị trưởng và công ty xây dựng ở Houston. Cái ông đó cay vì ông đó công khai địa chỉ gia đình trên mạng xã hội rồi mướn người từ Mỹ sang Canada theo dõi con gái ổng. Nên ổng chơi chiêu đi dị ảo để chơi tất tay luôn. Ôi thôi mẹ, cái mấy drama này giờ gió tanh mưa máu quá mày ơi. Gió tanh mưa máu quá. Nói chung giờ thiệt á, anh giờ đi làm kiếm tiền là đừng nên kiếm chuyện. Anh thấy cái drama đó là lúc đầu á là đi hơi lố. Đúng không? Chỉ là cái màn đấu khẩu trên mạng này nọ thôi. Mình sai, mình nhắn tin nó thôi, mẹ tha cho tao đi để tao làm ăn. Tao mạng tao chém gió thôi mẹ ơi. Vậy đi cho nó xong. Cương chi cho dữ dội vô. Giờ nó tài quậy tắt lét hết rồi. Nội gì mày. Ví dụ bây giờ là mình á, mình là dân làm ăn mà mình đi đụng với cái thằng thôi thua. Không có lời được chỗ nào hết mấy em. Nó cũng là cách xử lý thôi. Khi mà tụi em ra đời á, cái cách xử lý nó quan trọng lắm em. Hiểu không? Dĩ hòa dĩ quý, nghe lời anh, dĩ hòa dĩ quý, đừng có khùng điên. Không phải là cái câu chuyện nào khùng điên cũng được đâu. Hiểu không? Hơn thua để làm cái gì? Mẹ hơn thua với nào ngang mình thì hơn. Hoặc là hơn thua mà nó có lợi cho mình và nó đúng á thì hơn. Còn ví dụ như hơn thua với Tú để làm cái gì? Ôi, chán kiểu rồi chọi muỗng vừa hả? Gì vậy?
sai ngay từ vị trí rồi, xác định không đúng position của mình. Tức là ở đây là cái gì? Muốn chơi cho fan nó thấy sướng. Chỉ là vậy thôi à. Đó, mà tưởng đâu mềm nắng thì rắn vuông, mẹ rắn nó không vuông nó bật luôn. Cái gì à, mà em hỏi thiệt, anh coi video rồi, anh nghĩ miếng đất đó có bị úng hay ngập mà có xây nhà được không? Em hỏi đồ có nhân thôi, góc độ thì là cá nhân, góc độ thì phải coi sổ đỏ. Thí dụ như cái đất đó ở bên Mỹ nó nằm ở trong cái zone nào? Cái zone industrial hay là cái zone mà zone farm hay là cái zone resident quen gì ta? Cái zone gì? Resident. Có cái zone nào tên là resident không? Cái zone đó mới xây nhà được, còn cái zone industry là xây phòng gym. Hay còn zone farm mà nuôi bò, nuôi bò, exercise bò đồ. Còn chuyện ngập úng sao tao biết trời. Hả, tự nhiên giờ miếng đất cỏ đang mọc tươi tốt vậy hỏi có ngập úng không? Giống hôi gãi mày. Đất đó chắc chắn là đất farm rồi. Thì đất farm rồi thì giờ thì... Đất farm thì... đất farm EB5 được bình thường em. Nếu mà nói góc độ kiến thức đất farm EB5 được nha. EB3 được luôn. Thí dụ giờ anh sẽ mở ra một cái nông trường 2 triệu con bò. Đúng không? Rồi bây giờ 2 triệu con bò, bây giờ anh phải tuyển một 10 lao động mà gọi là dọn phân bò. Thì cái lao động đó là chắc chắn Mỹ nó không làm rồi đó. Thì cái đó nó thỏa mãn tiêu chí là lao động không tìm được bên Mỹ mà cần phải tìm ở từ một đất nước thứ ba. Thì trong trường hợp mà 2 triệu con bò này nọ kia, xong rồi làm ra dòng sữa Ratfish đó, sản xuất whey protein xuất khẩu around the world. Mà dự án lớn không? Lớn xong lớn. Quá khủng. Khủng luôn á. Đó, dự án đó là EB5 được. Đó, EB3 được luôn. Rồi EB5 là EB5 gì? Làm những cái lóc bò đó này kia vô, xây dựng chuồng trại sưởi ấm nhiệt đồ, cảm biến đồ, massage bò, nhạc opera cho bò nghe nữa. Xây dựng thêm nhà máy opera để cho bò nó nghe tiếng opera, tinh thần nó thư thái. Thịt nó sẽ tăng trưởng chất lượng cao hơn bò Kobe. Không? Mẹ sữa thì gọi là lúc đó là mang Mỹ đế lên một tầm cao mới. Thiên hạ đệ nhất sữa bò. Quá kêu EB5 tới 100 cái luôn chứ đừng nói đùa. EB5 trăm cái, EB3 500. Nên đừng có tưởng cái farm nào như farm nào. Các bạn đang nói gì không hiểu gì EB5 rồi. Cái gì chính nó xác nhận là không được, không anh không có nói nó nào ở đây đó. Anh chỉ em chỉ hỏi anh là cái đất nó bị úng ít gì đó thì có làm EB5 được hay không? Thì theo kiến thức của anh á là làm được hết. Người ta đào mỏ người ta làm EB5 còn được mà. Ví dụ như ở trong đất của em có cái mai. Cái mai là cái mỏ đó. Đó, mà mỏ bự quá. Xong rồi làm dự án đào mỏ luôn. Xuất khẩu coal đi khắp thế giới. Mẹ khâu đi qua thiên triều nhập khâu ghê lắm. Em không tìm hiểu. Tức là cái vụ mà hôm qua là cái vụ mà nói chung về kiến thức mà của con EB3 á, của sorry EB5 á, thì nó có hai hình thức. Một cái là direct chứ một cái là indirect, đúng rồi. Thí dụ như giờ cái indirect là như vậy nè. Ủa sorry, cái direct là như vậy nè. Tức là Tú cầm 3 triệu. Mẹ Tú đi, Tú mua nguyên cục đất đó luôn. Tú cầm 3 triệu, Tú đi mua nguyên cục đất luôn. Rồi xong rồi Tú thuê Mỹ Trắng vô cắt cỏ, trả lương đều đều hết. Còn cái chuyện á, mà thí dụ như Tú mua cục đất xong á, rồi xong rồi Tú đi rủ thằng nào nữa đó, nó đầu tư vô cục đất của Tú á, thì nó không là cái gì luôn. Direct cũng không phải direct, mà indirect cũng không phải là indirect. Tức là nếu mà đầu tư thông qua Tú vậy á, là gọi là đầu tư indirect. Tức là đầu tư quỹ thác cho Tú làm. Mày Tú tủ tôm làm gì? Trình mày làm được gì cục đất đó là không? Làm ăn cái gì đâu. Thôi ông ơi. Người ta nói gì xây dựng á, phải nói tới cỡ bự bự như là mấy cái tòa nhà Manhattan. Mấy anh chủ trong đó nó xây á, mấy anh bự bự cho nó xây mấy cái tòa nhà dạng vậy. Rồi cái thứ hai nữa phải cỡ hệ thống khách sạn Marriott. Hệ thống khách sạn Marriott nó đi xây khách sạn đồ này nọ kia. Nó xây nhà đồ cỡ nó thì người ta mới đi quỹ thác vô nó. Chứ có ai đi quỹ thác vô Tú.
EBT dễ hơn anh, EBT chứng minh doanh nghiệp phải kiếm được người làm Mỹ và tịch chứng minh đó được. Trời ơi, hai cái đó nó khác nhau. Anh đã nói với mày rồi, EB nào cũng được hết trên cục đất đó. Thế mà ví dụ như đưa vô đường binh của anh đi, thì giờ ví dụ như anh là chủ cục đất đó, ok à, ok thầy, thì anh vứt ra cái đó đó EB được không? Anh không có say đúng không? Mà anh lại anh gặp luôn thống đốc Z Albert uống cà phê. Xong rồi nói giờ tôi muốn làm một cái thiên đường về sữa bò. Đúng không? The heaven of the cow. Được chưa? Tôi trình bày dự án ra rồi, ông cho tôi, ông bảo kê tôi đi. Để tôi vô trung tâm dùng này nọ, có sự bảo lãnh của USCIS. Tôi đem dự án đó tôi gọi. Tức là giờ Tú, đưa anh Triệu, kia đưa anh Triệu, triệu chi vô dự án heaven of the cow. Nợ ngân hàng startup thì có nên cầm cố sổ đỏ gia đình không anh? Không cầm sao cho sao nợ được. Ở Việt Nam mượn nợ chỉ có con đường đó thôi à. Bây giờ Tú á, muốn mượn nợ ngân hàng để làm đại lý anh, mà Tú không có tiền và tiền ít, Tú phải về nói chuyện với tía má sòng phẳng một câu thôi. Bây giờ là nhà này tía má tính sao nói cho con liệu đó. Không, tía má nói nhà tao cho mày, cho con đưa đây. Cho con đưa đây. Mà không được, mày phải dẫn tía má mà ra nhà băng nữa. Chứ mày đâu sổ sổ mày mày đứng tên đâu, mày đồ mày làm gì làm. Ồ đó, vậy mới được nha mấy em. Có lúa ngân hàng mới cho mượn gạo mà. Không phải, có lúa ngân hàng mới cho mượn tiền mua thuốc mua phân bón. Xong phải mục đích của con Tú là làm gì nữa? Mục đích Tú là gì? Dạ em làm đại lý BBT ngân hàng, nghe chữ BBT ngân hàng này được, tín dụng tốt lắm, ok được. Tôi tính chất bắt cầu. Chứ giờ Tú nói dạ em mượn ngân hàng để chi? Dạ em gọi là bắt đáy FLC. Ngân hàng nói thôi về đi con, không FLC gì nữa đó. Vay thế chấp ngân hàng lấy lãi cao không anh? Cũng tùy ngân hàng nhé. Ngân hàng nào dễ thương 8-9, ngân hàng nào bình thường thì 10-11. Ngân hàng nào mà cá biệt quá mà mày bát ra địch quá cho mày 13-14 luôn. Tùy vào điểm ra địch nữa mấy em. Khi nào ngân hàng mở room bất động sản lại với anh? Này em phải hỏi ngân hàng nhà nước chứ sao anh biết em. Đụng tới tiền mà ngân hàng là mấy em đây hỏi dồn dập luôn ha. Điểm ra địch thấp là sao anh? Điểm ra địch thấp là điểm đi mượn nợ tứ phương á. Là điểm ra địch thấp, dòng tiền không có. Thí dụ như giờ á, em không có điểm ra địch chắc rồi đó. Muốn có điểm ra địch á, thì phải có tương tác với hệ thống nhà băng, có lịch sử lâu dài. Tiền vô tiền ra rồi các kiểu. Ngân hàng anh Duy tin tưởng nhất là ngân hàng nào anh không nói được em. Tại vì anh nói ra đó giống như là anh đang PR quảng cáo cho ngân hàng đó. Thì nó không công bằng với những ngân hàng khác. Thì những ngân hàng khác người ta sẽ không vui về anh. Người ta nói Duy Nguyễn mình chơi với bạn cũng được quá, mà nghĩ sao mà quảng cáo cho đối thủ mình vậy. Hiểu không? Nó cái vị thế của anh nó khác mấy em. Thí dụ như anh là thằng YouTuber bình thường, anh nói chuyện để anh kiếm tiền á, thì nó mát trong ăn địa luôn, tao chém gió cho mày nghe phê lỗ tai luôn á. Bảo đảm anh chém có số má lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà vấn đề anh là một CEO, anh không có vậy được. Thì tụi em cũng nên tìm hiểu đi. Anh với gợi ý cho tụi em là 5 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam. Thì trăm năm ngân hàng đó, em thấy cái tên nào đẹp hay chỗ nào mà mấy em gì kêu mấy chị đi, mấy chị quầy xinh rồi đó, thì em có thể ok. Giờ học đại học phí tiền hả? Nói vậy đâu đúng bạn. Nói chung mà tùy hoàn cảnh, hiểu không? Ai học được học không được được thôi, chứ nói một câu vậy nó phũ phàng quá. Nói vậy mấy trường này học bỏ hả ta? Nói chung em nói không hoàn toàn sai, có cái lý của em, nhưng mà nó phải áp dụng cho đối tượng nào đó thôi. Ví dụ như đối tượng bèo đồng mà xin lỗi bạn, đèo bồng thi có 5 điểm môn mà bon chen rồi đó, cái đó thì sai thiệt. Còn giờ của người ta thi môn 10 điểm mà thêm cộng điểm dùng sâu dùng xa này nữa, 35 điểm học đúng rồi chứ sao sai được. Điểm cao là một phần thơ chú, đa số xét bằng điểm học bạ và đánh giá năng lực. Giờ thọ chung dịch chú lạc hậu mấy vụ này, chú thấy là lạ, chú làm cấp sành coi chơi vậy thôi con. Chú không quan tâm mấy vụ này lắm đâu. Có thời cử nhân đại học đông như quân nguyên nên bằng không có giá, việc kiếm khó, giờ quất điểm chỗ này cho ít người học đại học lại, cho bằng cấp có giá hơn, khứa. Nó nói có lý hả mấy em? Nó nói có lý á. Nhưng mà tự nhiên khối C văn sử địa điểm 28 điểm rưỡi. Ảo thiệt chứ, nó cao hay nó thấp hay nó ảo. Vậy 28 điểm rưỡi vậy, hai môn kia 10 văn thấp nhất 8 rưỡi mới đậu hả? Trời mẹ ơi, kinh vậy. Giờ đưa anh vô rất chắc. Sao làm nổi?
cao quá. Thế thì thôi đừng vô thầy, nộp ngờ, nộp nộp mà tức mày hơn. Tự nhiên ngành nó rất là bình thường mà cỡ như anh thi cũng rớt luôn, chịu luôn, định mệnh cuộc đời này, hiểu sao cho đúng. À, giờ ai cũng đăng ký học công nghệ thông tin ngành trend hả, à, thích hello, chơi thế yeah. Có bằng đại học lương thua công nhân hả, vậy đó học sai ngành em. Khối A khối B thi 28 điểm, nó vẫn có nhiều cửa đi hơn là khối C 28 điểm chú ơi. Thật ra khối nào mấy khối nó không quan trọng con, ví dụ như khối C 28 rồi, khối C 28 điểm giỏi quá anh ta đi khối reporter đó con. Cái khối đó chú thấy nó thời thượng hơn, cái khối đó nó dễ kiếm ăn hơn. Sau này có đói lắm làm cộng tác viên viết bài qua ngày chờ qua đời cũng được mấy em. Mấy em thấy mấy em biết hai chữ mua bài chưa? Xét học bạ giờ người ta thủ học bạ 10 hết rồi, khi nào bệnh thành tích à vậy hả? Nói chung xét cái đó là thôi thua. Nói chung là anh thấy giờ nó chưa đủ độ trust để xét nó đâu. Xét đó là đúng chứ không sai, nhưng mà nó không có đủ độ trust. Năm ngoái em thi có nhiều đứa khoanh Ấn Độ ở châu Phi luôn anh, có mấy người nổi tiếng nữa, có vụ đó con nhỏ nổi tiếng nữa. Thì kệ đi, kiến thức có người biết người không biết kệ người ta đi, chẳng qua nổi tiếng quá là bị sôi thôi. Ra trường đại học làm bao nhiêu là đủ anh? Mới ra cỡ 700, sang năm lên cỡ 1000. Theo anh cái đó mới đúng là đại học á. Theo anh cái đó mới đúng là đại học á. Chứ còn giờ đại học dạy, đại học giờ dạy không đúng chuẩn đại học em ơi. Dạy kiểu gì mà ra doanh nghiệp nó nhận vô, nó trend lại từ đầu á. Ví dụ giờ đại học dạy nhân viên marketing online luôn, digital luôn mấy em. Digital marketing, không biết dạy kiểu gì á. Mà ra mình quăng cho nó nguyên cái bay, nó làm bay nó không lên mày. Nó kêu anh ơi đưa tiền đi em chạy app. Ủa mà chạy app mới lên thì tao mướn mày làm chi? Thì giờ cái bài toán tôi là doanh nghiệp, giờ binh cho tôi làm sao đây? Ủa nó học đại học luôn nha, chứ không phải giỡn nha. Xong rồi nói thôi giờ sếp thuê ekip làm phim hài đi. Ủa cái chuyện thuê ekip làm phim hài tao đâu cần mày, tao tự tôi thuê cũng được mà. Ủa vậy mày học đại học mà có tin ra mà giúp tao được cái gì? Thì vợ mày trả lương, trả lương mới ra 8 triệu thì nghĩ cũng ác cho nhỏ thiệt. Nhưng mà nghĩ lại cái chỗ lại nó không làm được gì hết thì giờ sao? Nó cấn một khúc ở chỗ này luôn nè. Đâu thí dụ như giờ cái bay của anh mới nuôi ra 10k, nó vô 1 tháng 1 lên 100k, tao trả nó 20 triệu tao cũng vui nữa. Đúng không? Dạ. Đó, nên cái vấn đề nó lặng vậy đó. Không biết dạy hôm đó dạy cái gì không biết. Chắc dạy nó làm người ta gì ghê gớm lắm, làm kiểu gì chiến lược cho cỡ Tesla hả? Anh gặp nhiều đứa rồi. Xong rồi học kế toán. Học trường luôn nha, chứ không phải giỡn đâu, đại học luôn á. Ô mới ra làm gì không biết nữa, cũng tốt nghiệp đàng hoàng chứ bộ. Xong rồi nói chung Excel ắt sủng thì biết, mà đưa công việc thì sai gì làm đó thôi chứ biết làm. Trời ơi, con kế toán trưởng nó ngồi nó chen training lắm em, chán luôn. Thì mới ra 8 củ tiếp. Cái vấn đề là không phải là doanh nghiệp trả lương thấp, mà là vấn đề học ra làm không có được. Không có được thì sao ta trả lương cao được? Nó cấn cấn chỗ đó đó. Doanh nghiệp phải mất thời gian chen lại nữa. Còn ví dụ như bạn nói thôi, đúng thua công nhân cũng có điểm đúng nữa. Ủa giờ công nhân mới ra thì giờ ví dụ như cùi bắp nhất 6 triệu đi. Đúng không? Làm tăng ca phát một hơn nhỏ 8 triệu kia rồi. Mà công nhân nó ở trọ. Ok. Nhỏ kia cũng ở trọ, công nhân nó ở trọ ở vùng sâu vùng xa, vùng gọi là cái gì chữ sắp tên đó mấy em biết sắp tên không? Tôi lú rồi ta. Chữ đó là gì mấy em? Tự nhiên anh nói chuyện Việt Kiều riết giờ cái anh tiếng anh quên bả chữ đó rồi mấy em. Nói sắp tên là gì mấy em? Chờ chút đi anh hỏi bạn qua đây sắp tên là gì. Anh con học FPT nên con thấy vậy hả? Rồi sao? BT với IT làm 10 năm thì bên nào mua nhà trước anh? BT mua trước. Tại vì BT á, nó làm xong á thì nó đi cái hướng mua nhà kinh doanh xong rồi chơi đầu tư 401k. Còn thằng IT á thì nó làm công ăn lương, nó làm bảo hiểm xã hội, hai đường khác nhau. Chứ bạn đừng nói làm IT xong rồi vài năm sau rồi mở công ty phần mềm nha, cái đó hơi xa á. Tại vì khó lắm, công ty phần mềm nó nhiều cái lắm. Có phòng cây quy dạo. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Câu hỏi hay, good question. Anh nghĩ sao về kỹ sư xây dựng, nghề đó an toàn nha? Cái nghề đó thất nghiệp làm thợ hồ ngày cũng 400 nữa. Thiệt mà. Nghề đó an toàn á. Nghề đó có vậy chứ nó giàu không giàu mà nghèo không bao giờ nghèo. À, hiểu về BT thì nói BT, nói IT làm công mua nhà sao thì thua. Làm sao?
nói IT làm công mua nhà sao thì thôi, vậy mày binh đường IT cho tao ngon ngon coi. Binh đàng hoàng nha. Mày hơn được BT chỗ nào? Sao xạo. Quán ngồi đó mày đặt đam với nó, mày đặt đam với Kim Chúa nè nha. Mà nó quên rằng Kim Chúa là thằng dạy BT nè nha. Mà nó quên rằng Kim Chúa cũng từng làm IT nè nha. Nè, trẻ trâu vô đây tiếp. Tôi nói bạn nói về ngành BT, trước mắt ngành BT ngon hơn nhiều. Tương lai và lâu dài không biết, tại đi hai hướng. Để ba cái là tại đi hai hướng rồi. Nha. Hai hướng là hướng BT á, thì nó đi rồi, nó hướng nó sẽ nó đa phần nó sẽ mở phòng gym. Đa phần thôi. Còn hả? Còn IT á thì á là làm công. Xong rồi mình nhờ bảo hiểm xã hội để mình quấy để được quỹ lương hưu. Còn thằng kia nó kinh doanh nó làm gì có lương hưu, thì nó phải đầu tư vào quỹ gọi là quỹ 401k. Gì hơn là làm ra tóc tóc cho anh Lai đó ùn điên. Mình IT làm được không? Một thằng mày có hiểu không? Một cái ngành IT với một nghề IT nói chuyện nghe dốt. Tưởng sao nói chuyện nghe dốt đặc. Tóc tóc là chắc do một người làm nên đó. À, rồi chưa kể thằng chùm cuối của công ty nó chắc gì nó học IT. Thằng chùm cuối của công ty đó sở hữu cái đơn vị đó chắc gì nó học IT. Nguyên cái dàn hội đồng quản trị được bao nhiêu người IT. Nói chuyện tưởng sao. Vì quản lý địa chính sao anh? Có chữ quản lý là ngon nhà em. Anh thằng đẹp trai hả? Wow quá anh. Đâu có gì đâu wow. Mấy thằng chủ này phải đặt cái gì đúng vị trí nó đất nước nó mới đi lên mấy em. Ăn nói kiểu quá. Anh đối anh cục xúc lắm. Đúng là đúng mà sai là sai. Mấy em chỉ còn nói đúng thôi, không cần đúng hết, đúng một ý thôi, anh đồng ý em đúng liền. Mấy em để ý cách nói chuyện của anh, trước mắt anh nói ừ em đúng, nhưng anh bổ sung thêm, đó là con người văn minh. Chứ anh không thể nào thỏa mãn cái sai được, cái sai mày nói tầm bậy bạ, tao nói ờ mày đúng, chừng nào tao chán quá tao ờ là biết hiểu là gì. Ai mà livestream mà anh đọc comment xong ờ phát một lần đó hết thuốc rồi. Trên diễn đàn này có mấy người nè. Ờ bảy như vậy. Anh nghĩ sao về việc du học Hàn Quốc về ngành kinh tế ha anh không? Du học. Anh không bao giờ nghĩ tới trong đầu của anh sẽ đi học du học Hàn Quốc hết. Nói rồi anh có chỉ đi du học 5 nước thôi. Một trong 5 nước không đi thôi, ở nhà học đường đời. 5 nước đó gồm Bắc Mỹ 2 nước. Yeah. Đó. Châu Úc 2 nước. Châu Âu 1 nước. Vậy thôi đó. Chịu thôi à. Đi thì có đi Nhật không? Không đi Nhật luôn. Hôm nay VTV lên bài Hàn Quốc ngưng nhận đợt 2 lao động ở Quảng Bình. Hồi xưa tôi 3 môn 23 điểm đậu kinh tế Hồ Chí Minh nhưng mới rất tự hào. Cả huyện hay đậu 23 điểm hồi xưa giỏi rồi ông nội, ông lớn tuổi tôi đúng không? Ông lớn tuổi tôi thì 23 điểm không phải dằn dừa đâu á. 3 môn 23. Dằn dữ á. Sao mọi người cứ nghĩ du học Hàn Quốc là xuất khẩu lao động như anh? Thì không anh cũng nghĩ vậy với mày chứ mà du học Hàn Quốc để làm gì? Học cái gì mới nói trời. Thiệt luôn chứ bộ. Anh cũng nghĩ vậy luôn á. Tay em có tiền, có ý chí, chuyển nghề nghiệp, mình theo đuổi nỗ lực hết mình, cho em xin lời khuyên. Thì giờ em làm đúng rồi khuyên gì nữa? Thì em có tiền, có nghề nghiệp, em nỗ lực hết mình thì em cứ thế, em gọi là gì quên rồi ta? Going on nữa. Nó có cái từ gì mà cứ duy trì như vậy đi á. Nó nói câu gì anh quên rồi, mấy em chỉ anh đi. Theo anh tiếng Trung, theo anh tiếng Trung với tiếng Anh, phương pháp nào tốt nhất anh? Rõ ràng là tiếng Anh rồi. Không có tự nhiên giờ mình là chữ Latin thì mình học tiếng Anh đi, mình cũng cái chữ Latin đó thôi. Còn đi quốc qua chữ tượng hình. Hỏi gì cũng hỏi nữa. Nhiều khi tư vấn vậy mấy bạn nào mà gọi là lỡ ở đây mấy bạn gọi là fan cuồng của Trung đông lắm chứ không phải giỡn đâu. Các bạn là tự ái nữa, còn giận nữa, chọc tôi chúng ghét không trời. Đúng không? Một cái hệ chữ Latin đi học cái hệ chữ Latin khác đơn giản. Mà nó là International Language nữa, tôi ngôn ngữ quốc tế nữa. Ok chưa? Ngôn ngữ đó giúp cho đổi đời đó ba. Còn giờ ba học qua chữ tượng hình là phải bắt đầu lại từ đầu. Giờ bán nhà lấy vốn đầu tư công việc ổn không anh? Ổn chứ em. Chứ cái nhà mà để ví dụ mình cần tiền mà cái nhà để làm gì? Ngủ. Đúng không? Mình cần tiền để làm chuyện thì mình cần phải có tiền chứ không cần cái nhà. Anh nói mé mé thôi nha mấy em. Nói thẳng má nó vô cãi nữa mệt lắm. Anh không sợ thằng cái trình độ cãi, anh sợ mấy con cua cãi hay à. Mấy con cua mà đi mấy con cua mà cua lai tôm á mấy em. Mấy con cua đó mới ghê chứ còn cua thường anh cũng gút luôn, cua một cua biển ha. Cua biển với cua đồng hay nọ đó ok, mà cua lai tôm anh sợ lắm. Đố mấy em cua lai tôm là ăn cua gì? Nói chung các bạn không hiểu là chuyện bình thường.
Tại vì mình nói chuyện, mình thú thật với bạn, mình cũng nói chuyện hơi cao. Con cua lai tôm. Thôi giờ gợi ý nè mấy em. Con cua thì mấy em hiểu rồi gì? Dạ. Con tôm. Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. À cái thằng này đầu. Không hiểu nữa, tao chịu luôn rồi, bỏ tay. Này con vụ bé gái 6 tuổi có thai với ông bảo vệ 70 tuổi. Đúng xạo mày, bé gái lớp 6. Bé gái lớp 6 chứ bé gái 6 tuổi nào mày? Mày ngộ ghê, vấn đề đây, ông kia 70 tuổi sao ông làm bảo vệ? Nên là quá tuổi rồi. Ừ. Quá tuổi để lao động. Mắt trăng trăng không? Người có tiền nói gì cũng được, đâu được bảy. Người có tiền mà nói mà nói gì quên rồi, đàn ông bỏ tập tạ đi kiếm tiền gì đó là có tào lao á, chứ được cái gì ba? Tùy cái nói chứ, người ta nói có lý đi khắp thiên hạ, còn vô lý đối diện không thông. Chẳng qua các bạn không có công nhận là cái kiến thức của tôi uyên thâm, nên các bạn nói chuyện ông đó để các bạn đỡ quê thôi chứ. Không, tôi nói sai chỗ nào, bạn nói chuyện có tiền nó cũng đúng, nay tôi chưa bao giờ tôi nói tôi có tiền nha. Mà thậm chí thằng nào nói tôi có tiền không, tôi nói tôi không có tiền nữa. Thằng nào hỏi anh giàu không, anh nói anh nghèo thấy mẹ luôn, muốn gì nữa mày. Mắc cái bệnh ép người ta giàu hả? Kỳ cục. Nóng thiệt chứ. Không biết nha, tôi lướt thôi nha, tôi nói chung là mấy drama đó, tôi thấy tôi chán quá, tôi không vô đâu, anh nói thiệt. Nhưng mà anh lướt anh thấy gì đâu mà nghe nói là đại loại như là thằng chồng làm cực quá, mà ăn vợ nhà chơi không mà lấy tiền cho trai, nên gọi là quốc ức cùng cực. Xong vẫn cái hành động đáng tiếc đó.